Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bổ dưa nhanh và đẹp mắt nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một quả dưa này và mình sẽ dùng dao để mình bổ ra các bạn nhé. Và đây thì mình lấy quả dưa xin bổ cho mình. Các bạn ngắm cho mình quả dưa và mình sẽ bổ một phần to hơn một chút và một phần bé hơn nhé. Các bạn bổ cho mình ra nhé. Đây mình sẽ bổ quả dưa ra. Và mình sẽ đặt đây các bạn, khi mình bổ quả dưa ra, quả dưa của mình rất ngon như này. Các bạn úp quả dưa xuống cho mình nhé, đọc tươi các bạn ạ. Và các bạn gọt cho mình nhé. Được, trước khi gọt mình sẽ bào qua bớt đi. Các bạn dùng cái nạo này, các bạn nạo bớt cho mình đi, để cho nhìn miếng dưa của mình sẽ đẹp hơn. Mình dưa mình mặt này nó vàng về cái đất nên là mình nó sẽ không rõ lắm các bạn ạ. Nếu mà cái mặt nó mà xanh như mặt của bên quả dưa này thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mình không để ý các bạn. Nên mình đã bỏ miếng này nó hơi bé nên là mình. Rồi bây giờ các bạn gọt hết cho mình nhé. Bạn gọt vòng quanh để mình có thể miếng dưa ăn được. Một khi đó mình sẽ ăn vào thôi chứ mình không thể bỏ cùi đi các bạn nhé. Rồi bây giờ mình lại thái tiếp nhé. Rồi đây các bạn, sau khi mình thái xong thì mình đã được miếng dưa như thế này rồi các bạn ạ. Và mình sẽ cắt miếng dưa ra các bạn nhé. Các bạn cắt ra thành từng miếng cho mình để sau đó mình sẽ ăn đấy. Các bạn cắt ra. Với cách bổ dưa này của mình thì quả dưa mà mình bổ đôi như này thì các bạn chỉ được 2 đĩa thôi. Nhưng với quả dưa này mình sẽ bổ 3 đĩa. Với hai cách sau thì các bạn bổ lại thì các bạn có thể một quả dưa các bạn bổ ra được làm 4 đĩa các bạn nhé. Đây. Rồi các bạn cho ra đĩa cho mình nhé. Đây. Các bạn dùng con dao này các bạn nâng đỡ hết cái dưa này của mình lên nhé. Rồi các bạn nhấc sang đĩa này cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển quả dưa các bạn nhé. Các bạn di chuyển những miếng dưa ra để cho nó thành xoa le ra thì nhìn cái đĩa dưa của mình nó rất đẹp mà đầy đặn mà lại ngon. Mình đĩa dưa rất đầy các bạn ạ. Đây. Đây các bạn. Như vậy là mình được một đĩa dưa đây rồi. Và mình sẽ bổ 2 đĩa dưa. Đây các bạn. Quả dưa này thì làm với nửa quả dưa này thì các bạn bổ làm đôi ra cho mình nhé. Đây các bạn. Các bạn chia đều quả dưa ra làm đôi cho mình nhé. Bổ này to hơn ạ. Rồi. Mình sẽ dùng lưỡi này và lưỡi kia thì các bạn cứ để cho mình. Các bạn dùng mũi dao nhọn này nhé. Các bạn khoét hết dưa cho mình nhé. Các bạn khoét sạch cho mình. Khoét sạch vào dưa nhé. Các bạn dùng mũi dao nhọn nhé. Các bạn xía hết vào trong miếng dưa này cho mình để mình bênh được miếng dưa này lên nhé các bạn nhé. Sẽ bênh được miếng dưa này lên. Chứ mình không để mình bênh được cái miếng dưa này ra khỏi nhé. Đây các bạn. Như vậy là mình đã bênh được miếng dưa ra khỏi đây các bạn ạ. Và bây giờ các bạn sẽ dùng dao các bạn cắt miếng cho mình nhé, thành những miếng vừa ăn đây các bạn ạ. Đây. Các bạn cứ cắt như thế này cho mình. Rất đẹp và ngon các bạn ạ. Rồi, xong rồi các bạn cho ra đĩa cho mình nhé. Và bây giờ mình cũng lại di chuyển nó ra như thế này các bạn. Các bạn dùng tay di chuyển nó ra. Là mình sẽ được một đĩa dưa nữa với kiểu này. Kiểu này thì các bạn chỉ cần cầm dĩa ăn hoặc là mình cầm tay ăn cũng được. Thì là mình có thể ăn xong là mình không thể bỏ ấy nữa. Các bạn mình sẽ cầm miếng dưa lên nhé. Thì các bạn như thế này, mình sẽ ăn miếng dưa như thế.
Rồi. Và còn miếng dưa này thì các bạn cắt ra cho mình. Các bạn chia làm đôi cho mình ra. Đây, những lượng khoảng giữa nha các bạn. Rồi, các bạn úp xuống cho mình nha. Đây, mình sẽ úp được như thế này các bạn ạ. Và các bạn gọt hết sạch, bỏ dưa bên ngoài ra cho mình nha. Mình sẽ dùng ra mình gọt sạch và dưa đi. Mình gọt theo kiểu này dễ gọt hơn các bạn ạ. Các bạn đặt lên nhé. Các bạn gọt sạch ra cho mình nhé. Cái nửa bên kia cũng thế, bạn cũng gọt sạch ra cho mình. Cách gọt dưa này thì rất nhanh. Các bạn chỉ trong vài phút là các bạn có thể bỏ được mấy đĩa dưa rồi. Như nhà mình có cỗ thì là các bạn có thể làm được như rất nhanh. Lúc nào gần đến ăn thì mình bỏ ra cho dưa của mình nó tươi và ngon. Chứ còn đâu không có thì là dưa của mình rất ngon. Đây các bạn, sau khi mình úp lại như thế này mình sẽ được một nửa quả dưa nhé. Và các bạn cũng chia miếng ra cho mình vừa ăn nhé. Đây, mình sẽ sắp đây. Rất đơn giản mà lại ngon. Nhìn đĩa dưa rất xanh rồi, ngon. Đấy. Rồi, bây giờ các bạn cũng cho ra đĩa cho mình nhé. Cái cách bổ dưa này cực nhanh. Các bạn chỉ cần làm trong vài phút là các bạn đã có được những đĩa dưa rồi. Xong rồi đấy các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ dàn ra đĩa các bạn nhé. Các bạn nghiêng nó ra là mình sẽ được một đĩa dưa. Các bạn nhìn thấy chưa? Đĩa dưa của mình rất đẹp và ngon này. Ngon. Các bạn có thể rút ra đĩa dưa ra mình ăn. Đây, mình sẽ ăn được hết cả cùi lẫn vỏ sạch sẽ các bạn ạ. Không cần phải bỏ ra nữa. Với đĩa dưa mình làm như thế này thì nhìn đĩa dưa vẫn đầy đặn các bạn ạ. Chỉ có một nửa của dưa thôi, nhưng mà đĩa dưa của mình đầy đặn như thế này rồi cả. Với cái này thì đây là 1/4 của dưa. Quên mình nói một nửa. Đệm là 1/4 của dưa các bạn ạ. Và đây là một nửa của dưa. Đây các bạn nhìn rút dưa ra nhé. Đây, nhìn dưa của mình rất ngon. Các bạn có thể ăn hết phần trên và cái phần dưới này mình bỏ đi. Cách bổ dưa này rất đơn giản và ngon. Các bạn có thể làm để cho gia đình nhà mình ăn nhé, thưởng thức. Và mình sẽ ăn thử những miếng dưa nhé. Các bạn có thể ăn thử những miếng dưa này rất ngon và ngọt. Thôi hôm nay đây, với 3 đĩa dưa mình bày ra quá đẹp luôn. Với cách bổ dưa này rất đơn giản mà các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một con dao nhọn như thế này hoặc là một con dao nhọn như thế này thì mình nạnh nắp vào cái đĩa dưa cái dễ hơn. Các bạn tay khỏe thì có thể nạnh được, tay của mình hơi bị yếu một tí thì mình dùng dao này mình nạnh vào cái đĩa dưa này các bạn ạ. Và các bạn dùng cho mình một cái lạo nhé để mình lạo phần trên cái này nữa để cho cái dưa của mình nó đẹp hơn ấy. Và mình gọt ra sạch và bạn các bạn chuẩn bị những cái đĩa bầu dục như thế này thì mình bày dưa rất đẹp. Rất đẹp. À, đấy các bạn ơi, mình cái bổ dưa này rất đẹp và ngon. Với những mâm cỗ gia đình nhà chúng mình ấy, thì các bạn tranh thủ mình chỉ cần bổ vài phút là mình đã có những đĩa dưa đẹp và ngon. À, nhìn bày lên mâm cỗ mà có những đĩa dưa như thế này thì ai cũng muốn ăn các bạn ạ. Đây như hôm nay nhà mình có cỗ thì mình đã bổ một quả dưa này là 3 đĩa thì nhà mình sẽ làm cho 3 mâm cỗ thôi các bạn ạ. Với cái đĩa này thì hơi to một tẹo thì mình nhấn khách ấy. Những cái bé này có khả năng mình để cho các con nhỏ thì nó chắc chắn ăn ít hơn ấy. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách bổ dưa vừa đẹp mắt vừa nhanh. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.